Ong mật mà cũng có ong nội, ong ngoại nữa hả? Vậy nhà tiệm nuôi ong nào thế? Nghề nuôi ong thì tuy vất vả nên thu về được nhiều mật là anh em trại ong vui liền ạ. Vì thế mà chọn giống ong rất là quan trọng. Mấy anh còn kể lúc trước nuôi ong nội, mỗi năm mỗi đàn thu về có hơn 30 ký mật, bèo lắm. Từ hồi chuyển qua nuôi ong Ý, mỗi năm cũng hơn 130 ký, gấp 4 đến 5 lần ong nội. Nhà tiệm còn đặt hơn 200 trại ong khắp Tây Nguyên. Nhờ vậy nên mật đủ để gửi đến khách hàng quanh năm. Mà con ong Ý như lực xí vậy, cánh dài, cơ bắp khỏe, bay nhanh vun vút, dễ nuôi lại ít bỏ đàn. Mật thu về cũng sánh đặc, thơm thanh ngọt dịu. Người dân Tây Nguyên quê em hay đùa với nhau là quà tặng thiên nhiên, dùng là ghiền liền. Ngày trước mật ít nên đắt, nhưng giờ ong cho sản lượng mật lớn. Bên em đưa mật từ trại đến tay khách hàng không qua trung gian, nên mật rất phải chăng. Không mua là tiếc anh chị mình ơi. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.